Nói thật với anh em từ giờ đéo xem gió nữa. Nói thẳng về cuộc sống của bản thân mình đi, bóc mẽ thẳng mẹ luôn đi. Mình năm nay 45 tuổi đầu rồi, chả làm ăn được cái đéo gì cả. Mấy chục năm nay cũng chả làm ăn được cái đéo, toàn xem gió. Đéo bao giờ kiếm ra tiền. Toàn là xem gió thôi các bạn ạ. Đó là sự thực đấy. Tiền ăn sáng cũng đéo có mà ăn. Hàng ngày cũng phải xin vợ. Các bạn không tin, ngay sau đây các bạn nhìn thấy. Bắt đầu vợ ra, bắt đầu vợ ra, bắt đầu xin tiền. Để đây cô ạ. Rồi 50.000 ăn sáng ạ. Bà nói mẹ thẳng luôn chưa các bạn? Hàng ngày các bạn nhìn thấy mình đi xe máy cứ tưởng xe máy của mình đúng không? Chém gió đấy, xe máy cũng mượn. Từ hôm nay trở đi sống thật với lòng mình đã là một việc rồi. Thì đây đúng là sự thực không? Từ hôm nay đây, xe máy bị đòi rồi, mà đừng có sĩ nữa. Chém gió khỏe quá, đéo có gì cả, đi xe máy cũng phải mượn.